Sáng mùng 3 tháng 1 tại Hà Nội, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm ngày Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia cùng quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Yang Sari mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2021. Tham dự lễ kỷ niệm có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Campuchia tại Việt Nam, các học viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam cùng các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu công tác giúp quân và dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Yang Sari. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Các đại biểu cũng khẳng định với thắng lợi ngày 7 tháng 1 năm 1979, quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ khôi phục, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước dựa trên nguyên tắc hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau vì sự phát triển và phồn vinh của mỗi nước. Nhân dịp 42 năm ngày giải phóng đất nước Campuchia, ngày 7 tháng Giêng năm 79 và 7 tháng Giêng năm 2021, có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân Campuchia và quân đội Campuchia. Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia cùng với quân tình nguyện Việt Nam đứng lên đánh đầu chế độ diệt chủng Pol Pot YC để mà cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Thứ nhất, thứ hai nữa là giúp đảng nhân cách mạng Campuchia hồi sinh lại, thành lập chính phủ hồi sinh lại từ bàn tay trắng, từ không có gì cho đến bây giờ từng bước trưởng thành và lớn mạnh và đem lại cuộc sống ấm no và bình cho đất nước cho đến ngày nay. Là đấy là tình hữu nghị giữa Việt Nam Campuchia. Đối với chúng tôi, ngày 7 tháng 1 năm 1979 nó khắc sâu vào những người lính tình nguyện không bao giờ quên. Và mỗi khi nhắc lại thì lòng chúng tôi đều cảm thấy xúc động bồi hồi. Nó trào dâng cảm xúc. Có lẽ trong đời mình cũng là một được có một cái may mắn là chứng kiến một sự kiện lịch sử trọng đại như thế. Mà chứng kiến một cái tinh thần quốc tế vô sản, quốc tế vô song của nhân dân Việt Nam. Chứng kiến cái tinh thần đoàn kết chiến đấu, liên minh chiến đấu Việt Nam Campuchia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Chai Navut đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Việt Nam đã có nghĩa cử quốc tế cao đẹp giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Campuchia.